không đi về, chờ xíu đang băng Free Fire. Game Free Fire hay không mà thấy An hơi bị mê. Game bao hay hôm nay là event rất lớn luôn nha. Ngay khi gamer đăng nhập sẽ cho free vô số quà. Súng bao mát từng chất luôn nha. Rồi còn tặng đến hai trang phục, xong cho thêm điệu vũ đẹp giống thiên nga. Nên hôm nay chơi hết ga. Ê nghe vui nè chỉ tôi nha. Rồi mình cùng chiến chung luôn nè. Ok thôi đệ tớ, giờ chỉ cho hà. Xong hai ta chơi chung nào. Đi, mình về đi về chơi. Hả? An ơi chờ ngầm được không, ba mình đi với nhau về nhà. Ủa hai người kia không về chung, sao bám theo tụi này? Ý của ngầm là kết bạn nhà, sau này ta sẽ chơi cùng nhau, sẽ chia được bao nhiêu điều hay. Hỏi con gái thôi, sắm son ăn hàng hay shopping, đâu cần kêu đám trai làm chi. Ý An thì sao? Hơi bị êm, nghe thích mê luôn. À ước mơ của mình nhiều người ta, có bạn song shopping cùng nhau cũng hơi được nha. Kim thì sao? Kim thấy ok nè. Chia tay đi. Xin em mà đừng bỏ anh còn thương mà. Tầm này còn yêu đương gì, bị đánh thua nhục ghê. Em ơi sao em cố vậy, vì giúp em mà anh bị bầm dập, mình còn không thương mà đòi bỏ anh là sao? Mỗi việc là cho tụi kia ăn hành thôi, cũng không làm xong dám xưng đại ca. Để làm chi, chấm dứt luôn cho rồi. Ấy anh hiểu rồi, em đừng lo, anh còn có mấy anh đàn anh gốc giang hồ nên hơi bị găng, sẽ giúp em trả thù. Ok thôi, nhà phải có tiền. Cầm trước đây cọc 3 triệu, chừng nào việc em xui rồi cầm hết 5 triệu luôn. Ok cưng, anh thích nè, tiền đến tay thì anh làm. Nghề mày giàu thiệt nhà heo mập, và em con đại gia mà. Cứ canh đứa nào đi cùng với con mập kim ở trong hình đây, bắt ngay và luôn, không được sai, xong đánh cho nó chừa. Hôm nay tan học, ba mình đi uống tà tưa với ăn bò viên. Ấy da tự nhiên, cái bụng đau, qua lé xong đà liền. Ê anh nha, tự nhiên đau bụng đúng lúc thì chạy kỳ sao. Thôi đi ra cổng đợi ba đi. Đang chơi dở trận, lỡ rồi trốn đi chơi xong đã. Ok nha các bạn, đây chỉ là bộ ảnh Baloli anh em xem là vui là chính thôi nha, chứ không phải là một Baloli chuyên nghiệp hay là một Baloli có đầu tư nhá. Đây là một video không có đầu tư, do mấy của cháu mình dựng lên, chủ yếu là vui là chính thôi nhá. Chủ yếu là mình dựng lên vui để trên cái nền nhạc của Chị An nghe vui thôi nhá. Còn các cái cảnh quay đó là không có đầu tư, cho nên nó sẽ không có sự chuyên nghiệp ở trong cái video này. Ok, nếu bạn xem video này hay để lại cho mình một like và đăng ký kênh để ủng hộ cái video cũng như là cái kênh của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại.